Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải, Dương Minh Đức, nhà báo duyên nợ trong vụ án Hồ Duy Hải. Thật khó khăn khi tôi cố gắng lục lọi tìm lại những bài báo cũ cách đây hơn 11 năm của nhà báo Dương Minh Đức viết về vụ án Hồ Duy Hải. Bởi thời gian đã hơn một thập kỷ mà Dương Minh Đức không còn khả năng nói được trong lúc này nhưng không vì thế mà có thể quên được anh, một nhà báo đầy duyên nợ trong kỳ án bưu điện cầu voi Hồ Duy Hải. Tôi còn nhớ, vào khoảng giữa năm 2009, thời điểm đó, cách thời điểm xảy ra vụ án mạng tại bưu điện cầu voi tháng 1 năm 2008, được khoảng một năm rưỡi, vào một buổi trưa, anh Đức hùng hục ghé cơ quan ngạ lưng nghỉ trưa, quăng tập hồ sơ lên bàn, Dương Minh Đức buông một câu. Này, cái vụ án giết người ở bưu điện cầu voi có dấu hiệu oan sai đấy. Tôi thắc mắc, báo chí đang rõ ràng cơ quan điều tra đã bắt được thủ phạm, thừa nhận hết rồi, oan chỗ nào. Không lâu, trên chuyên mục điều tra theo thư bản đọc của báo lao động ngày ấy xuất hiện một bài báo đầu tiên của nhà báo Dương Minh Đức. Có tiêu đề lật lại vụ án giết người tại bưu điện cầu voi Long An. Có đúng Hồ Duy Hải là hung thủ ra ngày mùng 7 tháng 8 năm 2009 và kỳ 2 ra ngày mùng 8 tháng 8 năm 2009 là bài báo Hồ Duy Hải có cướp tài sản với hai bài điều tra ấy nhà báo dương minh đức gần như đã phản biện lại toàn bộ kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an thời điểm đó mà hầu hết các tờ báo đều viết một chiều theo kịch bản kết luận điều tra của công an tỉnh long an khẳng định hồ duy hải giết người thì một loạt bài điều tra của dương minh đức là lạc điệu đầy rủi ro có thể bị kiện cáo từ các cơ quan luật pháp đầy quyền lực một suy nghĩ bất chi bất chi rằng cơ quan điều tra bao giờ cũng có lý khiến không ít người trong lúc trà dư tử hậu luôn phản biện lại dương minh đức với cá tính cương trực thẳng thắn tôi đã tận mắt chứng kiến Nội nóng đập bàn mắng bất kỳ ai bao biện cho cơ quan điều tra trong vụ án bưu điện cầu voi có lẽ từ một linh cảm nào đó một niềm tin sắt đá anh đức luôn bảo vệ cho hồ duy hải và khẳng định hồ duy hải vô tội cơ quan luật pháp tỉnh long an từ công an đến viện kiểm sát và tòa án đều sai be bé bét hết rồi tòa án kết luận chỉ dựa trên lời khai đời mâu thuẫn của bị cáo và bỏ qua những sai phạm trầm trọng của cơ quan điều tra, đặc biệt trong bài báo chưa đầy đủ căn cứ thuyết phục. Ra ngày 9 tháng 5 năm 2011, nhà báo Dương Minh Đức đã không ngừng ngại phủ định luôn quan điểm của Phó Tránh án Hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao Hoàng Doãn Đức vào thời điểm đó. Sau khi ông này có công văn khẳng định có đủ cơ sở kết luận Hồ Duy Hải giết người, ông Đức viện diện biên bản khám nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y vụ án để làm cơ sở pháp lý cho kết luận của mình. Thế nhưng nhà báo Dương Minh Đức đã chứng minh cả hai chứng cứ trên đều ngược lại với ý kiến của ông Phúc. Theo ông Phúc, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại bưu điện Cầu Voi, do chị Nguyễn Thị Ánh Hồng từ chối quan hệ và bỏ chạy, nên Hồ Duy Hải đuổi theo, đầy ngài chị Hồng, rồi dùng cái thớt đập vào đầu, làm chị Hồng bất tỉnh. sau đó Hải dùng dao cắt cổ chị Hồng cho đến chết. Khi chị Nguyễn Thị Thu Vân ở cùng phòng với chị Hồng, đi mua hoa quả về, sợ bị phát hiện hồ duy hải đã bất ngờ dùng ghế đánh vào đầu chị vân làm cho chị vân ngất xỉu rồi hải kéo chị vân đến chỗ chị hồng nằm dùng dao cắt cổ chị hồng cho đến chết sau đó hồ duy hải mở tù lấy tiền sim cạc điện thoại của bưu điện và tháo dây chuyền nhận hoa tai lắc tay bằng vàng của chị hồng và chị vân rồi đem về nhà cất giấu khoảng hơn một tuần sau do sợ bị phát hiện hải đốt hết quần áo dây thắt lưng mặc khi gây án đồng thời tiêu thụ các tài sản mà Hải đã chiếm đoạt được. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng là giết nhiều người và giết người mà ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng được quy định tại điểm A, điểm E khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự. Vì vậy tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người, 5 năm về tội cướp tài sản là có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên Dương Minh Đức phản biện như sau: Thứ nhất, việc tòa án kết tội bị cáo Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường Bưu điện Cầu Voi lúc 19h30 tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 và giết hai nạn nhân, trong đó nạn nhân Nguyễn Thị ánh Hồng bị giết trước và nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân bị giết sau, nhưng lại không có chứng cứ nào thể hiện giờ chết của các nạn nhân. Vậy liệu hai nạn nhân Hồng và Vân có bị giết trong lúc Hồ Duy Hải có mặt tại Bưu điện hay không? Thứ hai, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An khẳng định dấu vân tay thu được tại hiện trường không trùng khớp với dấu vân tay của bị cáo Hải trong khi ngay sau án mạng, tức là trước khi bắt Hải hơn một tháng. Cơ quan điều tra đã triệu tập tạm giữ ít nhất 23 đối tượng nhưng không lưu lại hồ sơ. Vậy 23 đối tượng nói trên có được giám định dấu vân tay, có dấu vân tay nào trùng với dấu vân tay của kẻ giết người để lại tại hiện trường. Thứ ba, tăng vật gây án là con dao với cái thớt đều không thu được. Trong khi các chứng cứ lời khai liên quan đến vật chứng của vụ án thì bị tẩy xóa. Đã thế dấu vết khám nghiệm hiện trường trên thi thể nạn nhân lại không trùng khớp với lời khai cùng với các chứng cứ và tăng vật gây án vậy cơ quan điều tra và cả hai cấp tòa căn cứ vào đâu để kết tội hồ duy hại giết người thứ tư cơ quan điều tra kết luận sau khi gây án hải đào đốt quần áo thắt lưng và số sim cạc cướp được để phi tang nhưng kết quả giám định tàn tro thu được lại là không đủ yếu tố kết luận thành phần các nguyên liệu làm ra dây thắt lưng quần áo và sim cạc Thứ năm, Hồ Duy Hải bị kết tội cướp. Những tài sản bị cướp gồm những gì, trị giá bao nhiêu, người tiêu thụ là ai thì cơ quan điều tra không xác định được. Thứ sáu, vụ án có rất nhiều chứng cứ, kết luận giám định và lời khai mâu thuẫn với nhau nhưng đã không được làm rõ, không được đối chất đơn cử. Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Hồ Duy Hải đưa tiền cho Vân là tờ tiền polymer mình giá 50.000 hoặc 100.000 đồng. Trong khi nhân chứng khai nạn nhân đưa tiền mình giá 10.000 đồng, 20.000 đồng tiền polymer và tiền giấy. Theo nhà báo Dương Minh Đức, kẻ giết người man rợ trong vụ án bưu điện cầu voi cần phải được loại bỏ khỏi xã hội, thế nhưng phải buộc đúng người, đúng tội, tránh hàm oan. Mấy ngày gần đây dư luận và báo chí sụp sôi khơi lại vụ án từ tù hồ Duy Hải, thì nhà báo Dương Minh Đức từ già nghề báo cách đây đã 7 năm, căn bình tiểu đường dẫn đến 3 lần bị tai biến, khiến Dương Minh Đức không thể viết lách gì nữa. Ngay cả nói năng cũng trở lên vô cùng khó khăn đối với anh lúc này. Liệu đây có phải là một trường hợp ngẫu nhiên trước nhà báo Dương Minh Đức đã có nhiều cái chết đầy bí ẩn liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải? Liệu có phải có một thế lực ngầm nào đang đứng sau vụ án này hay không? Có phải thế lực đó đang cố tình bao che cho hung thủ thực sự mà Hồ Duy Hải chỉ là con cừu thế mạng? Mặc dù không còn viết nhưng như một định mệnh, những bài điều tra năm xưa của Dương Minh Đức khác nào duyên nợ của anh đối với từ tù Hồ Duy Hải? Dường như tất cả những phản biện ngày xưa, những phản biện của anh ngày xưa đều khớp với những gì mà hàng trăm bài báo sau này đã phản ánh. Và đó cũng chính là cục xương khiến các cơ quan luật pháp không thể kết tội và tự hình Hồ Duy Hải. Nối tiếp hàng loạt bài báo của anh Dương Minh Đức, chị Phương Yên, phóng viên báo lao động ở Hà Nội, người cầm trịch chuyên mục điều tra theo thư bản đọc cũng có những nỗ lực vô cùng ý nghĩa. Vừa viết bài vừa vận động hành lang để từ tù Hồ Duy Hải không bị tự hình phút 89 vào năm 2015. Và nhờ đó Hồ Duy Hải có được cơ hội sống sót đến từng ngày hôm nay. Trong những ngày này, khi trên các trang báo và Facebook tràn ngập vụ án oan Hồ Duy Hải, tôi lại nhớ về đồng nghiệp Dương Minh Đức thật nhiều. Dựa bao lời lên án mạnh mẽ của các cơ quan gây ra sai phạm nghiêm trọng trong vụ án, thì lúc này Dương Minh Đức không một lời lên tiếng. Anh Đức im lặng cũng đúng thôi, vì hiện nay anh Đức đang từng giờ, từng ngày giành giật sự sống dựa làn danh sinh tử. Trong khi đó, cách đây hơn 10 năm, anh Dương Minh Đức mắng quan chức làm sai từ bàn nhậu cho đến trên mặt báo. Anh to mồm hơn ai, cho dù đơn độc thiếu người đồng hành. Công lý và số phận của Hồ Duy Hải, y án không phải đơn giản để cứu uy tín chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình khi còn là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông đã từ chối kháng nghị. Bằng phán quyết này, thành tích phá trọng án của cơ quan điều tra 12 năm trước được bảo vệ, nền tư pháp không phải ghi thêm một án oan vào số đen. Trong lịch sử tố tụng của nước ta, hung thủ của các vụ án mạng nghiêm trọng gần như đều nhanh chóng bị bắt tiền thưởng, huân chương, sao gạch nhanh chóng được ban phát. Oan sai gần như chỉ được phát hiện khi nạn nhân từ cõi chết trở về. Trường hợp của em tỏ ở Tiền Giang hoặc hung thủ thực sự ra đầu thú như trong vụ Nguyễn thanh chính ở Bắc Giang và bảy thanh niên nhận tội ở Sóc Trăng gần 10 năm trước. Chúng ta không biết rõ thủ phạm là ai, nhưng 17 vị thẩm phán tối cao biết rõ bằng chứng để buộc tội Hồ Duy Hải có rất nhiều điểm khá mù mờ. Nhiều bằng chứng được thu thập theo cách vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng một khi có thể mua một con dao ngoài chợ thay thế tăng vật việc khiến cho một bị can cung khai trôi chạy một kịch bản giết người chẳng phải khó khăn gì giá như các vị từng ngồi trên cái ghế có nhiều hệ lụy như thế mà thử đặt mình trong vị trí của các dự thẩm tôi nghĩ các vị sẽ không dám tuyên như vậy các vị đã đưa ra một phán quyết rất có giá trị chính trị nội bộ nhưng đêm nay nếu không đi uống rượu các vị thử gác tay trên trán tự hỏi xem đó có phải là một phán quyết dựa trên pháp luật và niềm tin nội tâm của các vị hay không chúng tôi không đủ cơ sở để nói hồ duy hải vô tội nhưng chúng tôi cần được kiểm chứng nhưng chúng tôi cần được chứng kiến một phiên tòa công khai nơi công tố viên thuyết phục hội đồng xét xử bằng những chứng cứ thuyết phục thuyết phục trong trường hợp Hồ Duy Hải được tuyên vô tội, thuyết phục ngay cả trong trường hợp Hồ Duy Hải bị tuyên có tội. Hủy án khi không đủ bằng chứng để kết tội ai đó, không phải là sự thất bại của một nền tư pháp mà là sự chiến thắng của công lý. Ngay cả trong các nền tư pháp trưởng thành, không phải mọi trọng án đều tìm được ra hung thủ. Tuyên bố vô tội của một nghi phạm không có nghĩa là các quan tòa tố tụng tuyên bố đầu hàng. Bởi tuyên bố đó, xác nhận hung thủ vẫn ngoài phòng pháp luật và các cơ quan tố tụng vẫn tiếp tục thi hành phần sự. 10 năm ngồi tù oan của những bị án oan như ông Nguyễn Thanh Chấn là 10 năm tự do, là 10 năm có thể gây án của những hung thủ thật. Các vị có còn để niềm tin nội tâm của mình vận hành hay không? Một phán quyết như vụ án Hồ Duy Hải, nếu oan không chỉ làm tan nát một gia đình mà còn cấp thủ tục pháp lý cho hung thủ thật nếu có. Tự do gây án ngoài xã hội, một phán quyết như vụ án Hồ Duy Hải không những có khả năng chấm dứt tranh cãi mà còn sói mòn hơn niềm tin của dân chúng vào khả năng cung cấp công lý của nền tư pháp vốn có rất nhiều khiếm khuyết này. Tôi không tin 17 vị nắm cán cân công lý tối cao của đất nước này lại không biết Nguyễn Văn Nghị là cái tên không có thật. Trong hồ sơ vụ án và trong bản án giám đốc thẩm, họ vẫn nhắc cái tên Nguyễn Văn Nghị. Dù công an Long An năm 2016 đã có văn bản khẳng định không có ai là Nguyễn Văn Nghị. Vị trí của 17 thẩm phán tối cao là các cổng giữa thiên đàng và địa ngục phán quyết của họ có thể giết người và có thể cứu người nhưng họ vẫn đưa nguyễn văn nghị và bản án dù đó là tên không có thật thì tôi không tin năng lực của họ nữa rồi nhiều người có cả tôi cho rằng gương mặt này nhìn không thể là kẻ giết người được đám người khác nhau lên mấy cái này sao mà cảm tính được đồng ý mấy kẻ này thì không thể cảm tính được làm sao mà cảm tính cho được ấy ừ thế nhưng các mày sờ lên trán hội anh xem dựa vào cái gì mà các mày cho rằng đây là kẻ giết người chẳng phải các mày cũng chỉ cảm tính theo một phiên tòa cũng để giấy sự cảm tính đó sao các chứng cứ chứng lý đều không xác đáng cơ mà và khi rất nhiều người đòi hỏi và đưa ra các phân tích có tính chứng lý thì chúng mày lại nhao lên phản đối ông nguyễn hòa bình là tranh án nguyễn văn bình là trưởng ban kinh tế trung ương khác nhau như Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Hữu Nghị vậy. Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Hữu Nghị có làm thay đổi bản chất vụ án hồ suy hại. Luật sư cho rằng cơ quan công an phải làm rõ thông tin về nhân vật mang tên Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ vụ án hồ suy hại. Đây cũng chính là lý do tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị phải hủy án điều tra lại, xác minh thông tin về Nguyễn Văn Nghị. Vụ án tự thù Hồ Suy hại tiếp tục làm nóng dư luận khi một điểm mới trong vụ án là Nguyễn Văn Nghị hoàn toàn biến mất trong hồ sơ vụ án. Ngày 13 tháng 5, phóng viên dân Việt đã về xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi được cho là Nguyễn Văn Nghị, thường trú. Tuy nhiên, tung tích người mang tên Nguyễn Văn Nghị vẫn bật vô âm tín. Trong khi đó, đại tá Phạm Thanh Tâm, phó giám đốc công an tỉnh Long An, lại khẳng định không có ai tên Nguyễn Văn Nghị ở thị xác cai lợi liên quan đến vụ án Hồ Duy Hại. Chỉ có người tên Nguyễn Hữu Nghị, ngụ xã An Vĩnh Ngại, thành phố Tân An từng được xác định có tình tiết ngoại phạm. Vậy tại sao người tên Nguyễn Văn Nghị ở cai lợi Tiền Giang lại xuất hiện nhiều lần trong các văn bản hồ sơ vụ án Hồ Duy Hại? Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với Sơn Việt, luật sư Trần Hồng Phong, người trước đây bào chữa, này trợ giúp pháp lý cho Hồ Duy hại cho hay, hiện nay chưa có cơ sở nào. Khẳng định hai cái tên Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Hữu Nghị là một. Bởi ngay sau khi xảy ra vụ án, từ nguồn tin bên cơ quan điều tra, báo chí đều đăng tại, đối tượng Nguyễn Văn Nghị có liên quan đến vụ án. Thêm nữa, ngay từ đầu Nguyễn Văn Nghị được coi là nghi can số một của vụ án và anh này có thông tin là nhìn thấy một thanh niên đi vào bưu điện cầu voi. Cho nên tôi cho rằng dù Nguyễn Hữu Nghị không phải nghi can, nhưng vẫn là một trong những nhân chứng quan trọng của vụ án. Trong khi đó, theo tôi tìm hiểu, toàn bộ thông tin về người này bị rút khỏi hồ sơ. Chính vì vậy mà vào năm 2015, thời điểm hồ Suy Hải được hoãn thi hành án, gia đình bà Loan, mẹ hại và tôi đã soạn đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị gửi tới cơ quan công an sau đó phía công an có trả lời gửi cho gia đình bà loan thông tin rằng trong vụ án không có nguyễn văn nghị mà chỉ có nguyễn hữu nghị luật sư phong nói theo luật sư phong sau đó ông và gia đình bà loan mẹ của hồ duy hải đã làm đơn khiếu nại ngay và nội dung nói chị tố giác nguyễn văn nghị chứ không phải là nguyễn hữu nghị tuy nhiên sau đó cơ quan công an không phản hồi trả lời gia đình bà loan Luật sư Phong cũng cho biết thêm, trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề cập, ngoài các dấu vân tay tại hiện trường, chưa xác định được, còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị không được điều tra làm rõ. Mới đây tại phiên giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020, tòa án cũng thông tin đã có tài liệu xác minh Nguyễn Văn Nghị không có liên quan đến vụ án. Trong nhiều hồ sơ lưu trữ của vụ án đều nhắc đến tên Nguyễn Văn Nghị trong quá trình điều tra. Như vậy, chính thức từ đầu vụ án đến nay đều nói đến Nguyễn Văn Nghị, chứ không có thông tin nào nói đến Nguyễn Hữu Nghị, luật sư Phong cho hay. Thậm chí tại phiên tòa giám đốc thẩm cũng đã đưa tên Nguyễn Văn Nghị vào hồ sơ vụ án về mặt tố tụng. Đây là một bước tiến về pháp lý, bởi vì từ trước đến giờ, đây là một bước tiến về pháp lý bởi vì từ trước đến giờ không có đưa tên nguyễn văn nghị vào hồ sơ trong vụ án luật sư phong cho rằng cơ quan công an phải làm rõ thông tin về nhân vật nguyễn văn nghị đây cũng chính là lý do tại sao viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị phải hủy án điều tra lại xác minh thông tin về nguyễn văn nghị thậm chí theo tôi nếu như tên nguyễn văn nghị là cái tên ảo đi chăng nữa cơ quan công an cũng phải làm rõ Thêm nữa, kể cả cơ quan công an nói đúng thì hồ sơ làm việc với Nguyễn Văn Nghị như thế nào cũng phải công khai ra. Đây là tính tiết mới bởi vì quá trình xét xử trước đây không có nói gì đến chuyện này, không có nói gì đến Nguyễn Văn Nghị. Luật sư Phong nói, cần phải làm rõ thông tin về Nguyễn Văn Nghị. Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho hay, trong vụ án trên có nhiều tình tiết gây tranh cãi trên cơ sở những thông tin đã được cơ quan tố tụng công khai trong đó thông tin về họ tên một người trước đây được coi là tình nghi số một của vụ án hồ suy hại nhưng sau đó có chứng cứ ngoại phạm là nguyễn văn nghị trước đây có nhiều thông tin về nguyễn văn nghị là người có mối quan hệ tình cảm trước đó với nạn nhân nhưng kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng này có chứng cứ ngoại phạm nên không bị khởi tố đến nay khi các luật sư và nhà báo xác minh thông tin về đối tượng này cho thấy không có ai tên là nguyễn văn nghị ở địa chỉ nêu trên thì lại có thông tin về một người có tên là nguyễn hữu nghị cơ quan tố tổ tụng tỉnh long an cho rằng nghi phạm ban đầu là nguyễn hữu nghị chứ không phải là nguyễn văn nghị do thông tin khác nhau như vậy nên dư luận nghi ngờ là không tránh khỏi luật sư cường nói bởi vậy vấn đề này cần phải làm rõ nguyễn hữu nghị và Nguyễn Văn Nghị có phải là một người trong hồ sơ vụ án hay không? Tại sao những thông tin trước đây chỉ nói về Nguyễn Văn Nghị? Để biết chính xác nghi phạm ban đầu trong vụ án này là Nguyễn Hữu Nghị hay Nguyễn Văn Nghị, cần kiểm tra lại hồ sơ của vụ án này và những thông tin có trong hồ sơ, thủ tục của vụ án. Luật sư Cường nói, ngoài ra trường hợp có căn cứ cho thấy các thông tin trong hồ sơ trước đây nghi phạm là Nguyễn Văn Nghị, nhưng thực tế người có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, là người khác thì đây là một tình tiết mới, cần làm rõ Nguyễn Hữu Nghị này có những hành vi liên quan như thế nào đối với vụ án. Bên cạnh đó nếu trong hồ sơ ghi là Nguyễn Văn Nghị nhưng trong đời sống thực tế không có ai tên như vậy, còn người có tên là Nguyễn Hữu Nghị chưa được trực tập làm rõ thì đây là hành vi vi phạm tố tụng nghiêm trọng, có thể bỏ lọt tội phạm. Vấn đề này cơ quan tố tụng tỉnh Long An phải trả lời trước dư luận và các cơ quan trung ương đang giám sát vụ án này để làm rõ sự thật khách quan và sáng tỏ các tình tiết của vụ án Hồ Duy Hải, luật sư Cường đề nghị. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi từ công an tỉnh Long An nói về Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Hữu Nghị. Vụ Hồ Duy Hải công an Long An nói vì sao không đưa Nguyễn Hữu Nghị vào hồ sơ không biết bắt nguồn từ đâu trong kỳ án hồ duy hại ở bưu điện cầu voi người ta hay nhắc đến cái tên nguyễn văn nghị ở xã tân hội thị xã cai Lợi, tỉnh tiền giang như là nghi phạm đầu tiên khi xảy ra vụ án sự thật không có ai là nguyễn văn nghị ở địa chỉ trên mà chỉ có nguyễn hữu nghị ở xã an vĩnh ngãi thành phố tân an tỉnh long an Thông tin từ người có trách nhiệm của công an tỉnh Long An cho biết, sau khi xảy ra vụ án làm chết hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi ngày 13 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra xác định có một đối tượng tên là Nguyễn Hữu Nghị, cư ngụ ấp Hoàng Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng nên cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc lần đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2008 ngay sau khi xảy ra vụ án theo biên bản ghi lời khai của Nguyễn Hữu Nghị và qua xác minh những nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ án khoảng 19 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2008 Nghị ở tại nhà cùng uống cà phê và đánh bài với hai người hàng xóm đến 21 giờ họ mới về nhà sau đó cơ quan điều tra còn tiếp tục làm việc với nguyễn hữu nghị đồng thời xác minh thêm để đi đến kết luận nguyễn hữu nghị không liên quan đến vụ án nói về lý do không đưa hồ sơ của nguyễn hữu nghị vào vụ án người có trách nhiệm của công an long an cho rằng qua lời khai và chứng cứ xác minh cho thấy nghị ngoại phạm rất rõ không liên quan vụ án nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án tuy nhiên hồ sơ của nguyễn hữu nghị vẫn được lưu giữ như là hồ sơ nghiệp vụ tại cơ quan điều tra công an tỉnh Long An. Về thông tin cho rằng Nguyễn Hữu Nghị chứ không phải Nguyễn Văn Nghị đã đi nước ngoài, phóng viên lao động đã tìm đến tận nhà của Nguyễn Hữu Nghị ở xã An Bình Ngãi để tìm hiểu và biết được Hiền Nghị vẫn còn ở địa phương sống với mẹ và đang làm nghề dịch vụ du lịch và bán bảo hiểm xe. Những người hàng xóm cho biết gia đình Nghị sống bình thường như bao nhà nông khác, tôn trọng pháp luật không thấy có bà con làm lớn. Như lao động đã thông tin, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, người đưa thư phát hiện hai nữ nhân viên của bưu điện cầu voi nằm chết tại nơi làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã thẩm tra xét hỏi nhiều người có quan hệ tình cảm, quen biết với hai nạn nhân, nhưng không thấy ai có dấu hiệu là hung thủ của vụ án. Khoảng hai tháng sau Hồ Suy Hải bị bắt, và bị cho là hung thủ của vụ án cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tự hình đối với hồ duy hại về tội giết người cướp tài sản vụ án hồ duy hại những dấu hiệu phạm tội của nguyễn văn nghị nhiều năm qua trong quá trình hỗ trợ pháp lý kêu oan cho hồ duy hại luật sư trần hồng phong còn tìm thấy những dấu hiệu phạm tội của nguyễn văn nghị một trong ba thanh niên có quan hệ tình cảm với nạn nhân nguyễn thị ánh hồng rất tiếc là cơ quan điều tra đã bỏ qua, không làm rõ những dấu hiệu này. Luật sư Hồng Phong đã chứng thức tố cáo, yêu cầu điều tra dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị, quyết định kháng nghị hủy án, kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với hồ suy hại mới đây cũng đã ghi nhận phải điều tra nghị ngoài ra các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị Nguyễn My Son không được điều tra làm rõ sau khi vụ án hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi xảy ra, báo chí trong nước đã liên tục đưa tin diễn biến quá trình điều tra, nội dung chủ yếu từ nguồn thông tin của cơ quan điều tra được cập nhật mỗi ngày và nhiều tình tiết cho thấy hung thủ có thể là một người khác, không phải là hồ suy hại. Đêm gây án nghị có mặt và bỏ trốn. Theo đơn tố cáo của luật sư Trần Hồng Phong, qua thông tin báo chí do cơ quan điều tra cung cấp, trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nghị, có mặt tại bưu điện cầu voi trong đêm gây án một trong những bài báo đỏ đưa chi tiết như sau manh mối đầu tiên được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ nạn nhân vào các buổi tối điều tra nhanh công an được biết trong số bốn thanh niên này có ba người quê ở vĩnh long người còn lại thì nhắn ngay tại xã nhị thành ba thanh niên quê vĩnh long được xác định tên là nguyễn văn sơn sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1981, Trần Văn Chiến sinh năm 1980, cùng là thờ bạc đến tạm trú tại địa phương. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến các trinh sát chú ý, vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nhị, sinh năm 1978, ngụ huyện Ca lệ tỉnh Tiền Giang. Theo tài liệu của công an, huyện thụ thư trần về nghị từng nghiện ma túy thêm một tình tiết xác định nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng có người dân thấy thanh niên này điều kiện xe máy đến gặp hai thiếu nữ anh ta lúc đó mặc quần jean có mặc áo gió bên ngoài màu xám nhân chứng khẳng định ngay trong ngày ban chuyên án cự trinh sát đến nơi nghị ở trọ để trực tập về cơ quan điều tra làm việc nhưng nghị không có tài đó tìm đến những nơi nghi phạm thường lưu tới không ai thấy bóng sáng nghị đâu để làm sáng tỏ vụ án các trinh sát tiến sang tận huyện cai lậy đón lọng nghi phạm tại nhà mẹ đẻ. đến khoảng nửa đêm thấy nghị xuất hiện ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp hồng nhưng do có gặp nhóm thờ bạc bàn cũ nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo theo thanh niên này, giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì gây án, chứng minh mình vô can, nghị đưa ra nhân chứng xác định. Vào thời gian từ 20 giờ 10 tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, đêm xảy ra án mạng, Nhị đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị tứ cầu voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê, thì sứ nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều khiến chủ quán phải đến can ngăn. Hơn hai tháng sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra bắt Hồ Duy Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải. Trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cơ quan điều tra cũng cho rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Nghị nhưng do nghĩ có chứng cứ ngoại phạm nên hại chính là thành niên đó. Từ đó chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của hại, trong khi hại có kêu oan hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét. Cơ quan điều tra đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết hại của gái, luật sư phòng khẳng định trong hồ sơ vụ án hiện nay không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện hại có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng và hại cũng không hề nhắn tin tình cảm với Hồng. Thậm chí theo lời khai của chị Đặng Thị Phương Thảo, bàn của hai nạn nhân, biên bản ghi lời khai ngày 6 tháng 4 năm 2008, thì cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu điện có một điện thoại cũ hiệu Nokia, thường dùng để nạp cạc cho khách hàng. Vậy tại sao có tin nhắn giữa Hại và Hồng? Xác định thời gian gây án sai, nghi ngoại phạm Hại xứng án. Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết một cách chủ quan thiếu khoa học cụ thể theo cáo trạng xác định thời gian gây án được cho là của hồ duy hải là lúc khoảng hai mươi giờ ba mươi như sau khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đi xe mô tô đến bưu điện cầu voi và bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20 giờ 30, Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, hai nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với hồng nhưng bị chị hồng phản ứng hai tức giận đánh vào mặt bóp cổ lấy thiết đập vào mặt và đầu làm chị hồng bị ngất sau đó hải lấy dao cắt vào cổ chị hồng sau đó từ trên cầu thang hai thầy vân đi mua trái cây về kéo cửa sắt xuống đóng cửa và đi vào khi vân vừa xuống phòng sau, hai xung ghế đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch sau đó hại sắc nách vân kéo đến chỗ xác chị hồng đặt đầu vân nằm trên bụng chị hồng và lời sao inox cắt vào cụ chị vân hai đến ba cái sau đó hại ra phòng vệ sinh rửa tay dựa sao bỏ sao vào sau tấm bạn do quãng đường mua trái cây rất ngắn chỉ khoảng 100 trăm mét nên thời gian vân mua trái cây và về tới chỉ khoảng 5 phút như vậy thời gian hung thủ gây án được xác định là khoảng hai mươi giờ ba hoặc sau đó vài phút nhưng xét về mặt chứng cứ trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào xác định chính xác giờ chết của hai nạn nhân, trong khi đây là tình tiết rất quan trọng. Các tài liệu như bàn giám định pháp y, giấy chứng tử, trả lời về dấu vết trên cơ thể nạn nhân đều không xác định giờ chết của hai nạn nhân. Nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ mất máu cấp. Tuy nhiên, có rất nhiều tình tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết phải từ ít nhất là 21 đến 22 giờ trở về sau hoặc khoảng gần nửa đêm chứ không thể là lúc 20 giờ 30. Cụ thể theo lời khai nhân chứng, thể hát và biên bản hiện trường cho thấy Vân và Hồng đã ăn trừ trong khoảng sau 17 giờ và theo giám định pháp y thì thức ăn đã nhuyễn trong dạ dày cho thấy hai nạn nhân phải bị giết sau 22 giờ đêm vì theo y học thì phải mất 5 giờ thức ăn mười tư hòa nhuyễn trong dạ dày máu của hai nạn nhân không thể chờ đồng khô sau hơn 13 giờ kể từ thời điểm sự đoán chết việc kể từ thời điểm sự đoán chết việc khám nghiệm hiện trường được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2008 sau thời điểm kết luận chết từ khoảng 13 giờ có các tấm ảnh thể hiện xác hai nạn nhân được đặt trên tấm vải màu trắng trên thân thể hồng có máu màu đỏ tươi vẫn còn chạy ra và thấm vào tấm vải lót trong biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên sàn nhà nơi hai nạn nhân nằm có vũng máu động chưa khô hoàn toàn ông nguyễn văn thu một trong những người phụ trách sợ giật hiện trường vụ án cho biết lúc khoảng 21 giờ 30 đến 22 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 anh thu chở xe ôm hai người khách đi ngang qua bưu cục cầu voi thì thấy trên là một bưu cục còn sáng đèn cổng cửa phía trước mưu điện đều đã đóng. Nếu vụ án xảy ra lúc 20h30 thì ai đã tắt đèn trên lầu bưu cục? Vì biên bản hiện trường xác định khi khám nghiệm thì điện trên lầu đã tắt. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án. Không thể là 20h30 như cơ quan điều tra ghi nhận mà phải xảy ra nhiều giờ sau đó. Chính sự xác định sai lịch về thời gian xảy ra vụ án đã làm cơ sở duy nhất để cơ quan điều tra cho nghị người phạm và đổ tội cho hồ duy hại cho sự thực tế nếu án mạng xảy ra và thời điểm đó thì hại cũng chưa thể có mặt tại bưu điện cầu voi những khả năng phạm tội của nguyễn văn nghị về ý thức chủ quan nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với hồng do vậy khi tới bưu điện cầu voi nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với hồng nghị ghen tức nóng giận nghị đào bọ ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong sau đó nghỉ đá cái cậu ở quán cà phê vào lúc khoảng 20h10. Nghị nghiện ma túy có mối quan hệ nam nữ phức tạp. Đã biết Hồng có người yêu là Mi Son, lại trong trạng thái tâm lý ghen tức. Và nóng giận ra tay sát hại chị Hồng là hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê lúc khoảng 20h10 không. Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận, nghị ngoài phạm. Nếu nghỉ chỉ đơn giản là tức giận, bỏ đi uống cà phê rồi về luôn, mà không quay lại bưu điện cầu vai là không hợp lý về logic tâm lý tội phạm. Mặt khác nếu vậy thì nghị phải chứng minh được trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 nghị đá làm gì ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê. cụ thể là vào các mốc thời gian 21 đến 24 giờ và nửa đêm về sáng nghị đá ở đâu ai chứng kiến vì thời điểm này quán cà phê chắc chắn đã đóng cửa việc nghị có mặt ở quán cà phê không thể là bằng chứng ngoại phạm. Nếu thực sự không liên quan đến vụ án, thì sao nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng, đến nửa đêm hôm sau mới về nhà. Ánh đèn sáng trên lầu một bưu điện vào lúc 22 giờ đêm cho thấy ít nhất một trong hai nạn nhân đã ở trên lầu trong đêm hôm xảy ra án mạng. Điều này cũng chỉ ra khả năng có nghị hoặc ai khác với tư cách là bạn trai của Hồng có thể đã có mặt trên lầu một lúc 22 giờ tối dấu vân tay thu giữ được của ai theo cáo trạng khi giết nạn nhân hung thủ đã thực hiện hàng loạt động tác bằng tay như bóp cổ kéo sát dùng dao thớt ghế đập đầu cắt cổ hai nạn nhân tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên kính cửa vào buồng ngủ có dấu vết đường vân ở mặt trong của kính trên cánh cửa buồng vệ sinh có một dấu vết đường vân trên la bô sữa có một số dấu vết đường vân những vết vân tay này đều đã được thu giữ như vậy dấu vân tay tại hiện trường chắc chắn phải là của hung thủ không thể khác được theo kết quả giám định bản kết luận giám định số 158 kết luận BC21 ngày 11 tháng 4 năm 2008 thì các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm trị 10 ngón in trên bàn chỉ của hồ duy hải như vậy câu hỏi không thể không đặt ra là dấu vân tay của ai vì sao cơ quan điều tra không giám định vân tay của nguyễn văn nghị Hải Khai đi chân không vào bưu điện, nhưng theo biên bản khám nghiệm hình trường ghi nhận, trên mặt niệm ghế cờ dấu vết máu quyệt vào dấu vết để xét dính những hạt cường khô. Vậy ai là người đã để lại dấu xếp này từ đôi xếp nào? Tại biên bản khám nghiệm tử thi và biên bản giám định pháp y, đều ghi nhận trên cơ thể nạn nhân hồng có một số vết bầm máu làm da sậm màu ở mặt trước đùi chân phải, mặt trước cẳng chân trái. Các vết bầm này là do tác động của ngoại lực chứ không thể tự nhiên mà có. Vậy ai đã gây ra những dấu vết này bằng vật dụng gì trong khi hại không hề có bất kỳ lời khai nào nói đến việc đã đánh hay tác động vào phần chân của nạn nhân hồng. Tại bên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi nhận, trên mặt bàn có một miếng mút xốp màu trắng và vài mạnh mút xốp đã được cắt vụn trên mặt bàn và giải xác phải mạnh dưới nền nhà. Cơ quan điều tra và cả tòa án đều cho rằng đây là tình tiết quan trọng thể hiện tính khách quan của hiện trường. Luật sư Trần Hồng Phong đã đề nghị làm rõ tình tiết đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 sau khi hại rời khỏi quán cà phê. Sau khi rời khỏi quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10, Nguyễn Văn Nghị đã làm gì, ở đâu, làm gió tình tiết ánh đèn sáng trên lầu lúc 22 giờ ai đã lên lầu và cắt điện tại bưu điện cầu Voi vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 xác định khoa học về thời gian chết của hai nạn nhân qua đó xác định chính xác được thời gian gây án của hung thủ đồng thời tiến hành giám định vân tay đối với Nguyễn Văn Nghị so sánh với mẫu dấu vân tay của hung thủ thu giữ tại hiện trường giải thích vì sao không triệu tập Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng trong vụ án vì sao toàn bộ thông tin tài liệu lời khai của nguyễn văn nghị đều đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án vì sao bị cáo hồ duy hải nhân tội xin giảm án không kêu oan hồ duy hải phủ nhận liên quan tới vụ án mạng ngay trong bản khai đầu tiên sau đó thì nhân tội tại phiên tòa hại kêu oan thông tin thêm hồ duy hải bị bắt giam sau hơn 2 tháng vụ án mạng diễn ra từ đó cho tới khi diễn ra phiên sơ thẩm gia đình hải không hề biết hải phạm tội gì không được gặp trao đổi tại tòa sơ thẩm hải kêu an họ mới tá họa sau đó tìm gặp các luật sư cầu cứu kêu an tại các cơ quan hữu trách dì ruột tên dưới của hải có đưa xe dream cho hải mượn đêm gây án không bà dưới không sáng hôm sau bà vẫn dùng xe dream đi chợ tới giờ họ chỉ biết hải hay sử dụng đứa dream lùn của dì len không dùng xe dream cao của dì rưỡi xe trung quốc nhân chứng thường có gặp và xác nhận gặp hồ duy hại không không anh thường không quen biết không xác nhận đó là hại chỉ thấy trước bưu điện một chiếc đối riêng cao trong đó một thành niên ngồi động cơ gây án là gì động cơ cướp tài sản đã được loại trừ Vậy thủ phạm vì muốn quan hệ tình dục không thành mà giết hai mạng người coi các hình ảnh hiện trường thương tích trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn có thể nghi vấn đây là một đòn thù cuồng ghen oán hận nạn nhân bị cắt cổ dứt khoát bị nhiều vết cắt ở mặt hại chưa không có quan hệ gì sâu đậm với nạn nhân có thể nào gây ra chuỗi hành động cuồng điên tàn độc như vậy nguyễn văn nghị và nguyễn mi son có quan hệ tình cảm như thế nào với nạn nhân ai mới có động cơ đủ lớn cuồng ghen thù hận để ra tay tàn độc hủy hoại cơ thể dung mạo nạn nhân chuyện còn dài hãy suy đoán vô tội và chờ đợi vụ án được ra soát công tâm khách quan minh bạch không làm oan người vô tội hạn chế bỏ lọt tội phạm tòa án hiến pháp không thể là giải pháp cho vụ án oan nhân dịp đọc bài viết tòa hiến pháp của tác giả bhn có nêu ý kiến về sự cần thiết thành lập tòa án hiến pháp qua tình huống phát sinh pháp lý trong vụ án xét xử giám đốc thẩm hồ duy hải để giải quyết hai tình huống pháp lý Thứ nhất, gia đình viện kiểm sát nhân dân tối cao không đồng ý với quyết định ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nên tiếp tục kháng nghị lần 2. Do đó, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức viên tòa giám đốc thẩm mới lần 2 và tiếp tục bác kháng nghị với lý do quyết định kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Theo đó, tác giả cho rằng Vậy trong tình huống pháp lý này rất cần có tòa hiến pháp, đứng ra phán xét, tranh chấp pháp lý giữa tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thứ hai, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã bác kháng nghị, giữ nguyên bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Bị cáo Hồ Duy Hại sẽ bị thi hành án tử hình trong bối cảnh, xác định rằng quyết định của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao là sai lầm thì cần có tòa hiến pháp để công dân khiếu nại về quyết định giám đốc thẩm ấy. Trước hết chúng ta cần ghi nhận những nỗ lực tìm kiếm cơ hội pháp lý để giải quyết vụ án mà công chúng đang tin rằng bất công oán ức cho bị án hồ suy hại. Cho nên mọi nỗ lực theo hướng nào cũng đều cần thiết và hữu ích. Kể cả giải pháp thiết chế tòa án hiến pháp để thực thi nghĩa vụ lương tâm là giải cứu một nạn nhân án oan. Tuy rằng giải pháp ấy chưa được thuyết phục lắm về một số phương diện học thuật và pháp lý như sau. Tòa án hiến pháp hoặc tòa viện bảo hiến chỉ có một mục đích được xác định trong như chính tên gọi của thiết chế này, bảo vệ hiến pháp. Đối tượng của tòa án hiến pháp nhắm đến là các đạo luật, nghị quyết của cơ quan lập pháp, các nghị định thông tư, quyết định chỉ thị của cơ quan hành pháp để bảo đảm hành vi lập pháp hoặc lập quy định hoặc lập quy của các cơ quan này luôn luôn tuân thủ hiến pháp đương nhiên theo đó thì mọi hành vi vi phạm hiến pháp sẽ đều bị tòa án hiến pháp hủy bỏ tuyệt nhiên về học thuật pháp lý thì đối tượng nhắm đến của tòa án hiến pháp chưa bao giờ là phán quyết của cơ quan tư pháp cả các cơ quan tư pháp gồm viện kiểm sát và tòa án trong hoạt động tư pháp sự khác biệt quan điểm giải quyết về một vụ án giữa hai cơ quan này là điều hết sức bình thường tuy nhiên cần nhìn nhận rằng sự khác biệt quan điểm này không phải là một tranh chấp cần phân xử bởi một cơ quan khác như tác giả đề xuất là tòa án hiến pháp. Vì lẽ căn cứ và chức năng thì viện kiểm sát là cơ quan công tố có thẩm quyền truy tố và kháng nghị, nhưng tòa án mới là cơ quan xét xử các vụ án, kể cả phán quyết về kháng nghị của viện kiểm sát như vừa bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong vụ án hồ suy hại. Sau đó nếu có khác biệt về quan điểm giữa họ thì chính tòa án sẽ giải quyết bằng một phán quyết cho thấy thẩm quyền của tòa án có ưu thế hơn so với viện kiểm sát vì họ có thẩm quyền quyết định chung cuộc về một sự vụ cụ thể. Thế nên việc cho rằng sự khác quan điểm giữa hai cơ quan này là một dạng tranh chấp cần được giải quyết bằng giải pháp thiết chế tòa án hiến pháp là chưa đúng với chức năng, mục đích và đối tượng của thiết chế này. Trong giai đoạn hiện nay, khi luật pháp thường bị công chúng đùa tiêu táo, là sừng luật và luật sừng, thì việc thiết chế tòa án hiến pháp là hết sức cần thiết và hữu ích. Nó giúp bảo đảm sự hoạt động lành mạnh của tất cả các cơ quan công quyền, giúp đưa những nguyên tắc tốt đẹp về nhân quyền được hiến pháp công nhận đi vào cuộc sống. Thế nên tôi rất tán thành về ý kiến nên thiết chế tòa án hiến pháp, nhưng không thể xem như là một giải pháp để giải quyết vụ án oan mà công chúng đang quan tâm.